sao em? Vương Nguyễn xương rồng em mát cho chị phải không? Được rồi. Chết cho chị. Không, em không muốn lương, em muốn lương thiện. Ai cho tôi lương thiện? Đó là chị Hồ Bích Trâm bắt tôi đóng vai ác mọi người ơi. Mà em cũng không ăn tin hơi cái chỗ. Một vậy hả? Một gì đâu mà. Hôm nay nó làm với người kia mà mình chết này. Trên cái cung mình dặn trên nè. Tao trẻ. Đó, cho chậm hỏng gửi cho nhanh đó nha. Rồi. Mình không có trả thù nhận hạ cái gì đó, ngoài cái việc là làm cho tộc nhỏ đẹp này. Đừng, đừng đem tôi ra bêu rếu nữa, trời ơi, đừng. Cái máy đừng đem ra tôi bêu rếu nữa mọi người ơi, đây, đừng. Đóng vai Như, gian ác trong phim Vương Nguyễn Xương Rồng, bây giờ mình có cơ hội trả thù rồi mọi người. Rồi. Để cái máy nó một cộng lên. Hai vòng, ba vòng. Bỏ mới lấy cái dạ luôn đi. Bỏ mới. Vòng cuối á, trong ăn làm bằng sát vòng cuối thôi. Qua hai vòng cũng được. Tại cái đường cô như nhanh. Cái một là một điểm bắt đầu thôi. Em quấn cho anh ba vòng, trăm sẽ tự ra ra cho quấn. Hai đầu dây. Cái đại nó chỉ. Cái đầu này là một. Cái mặt là
xíu. Anh nghĩ cách này đi không? Anh hỏi là cú máy này đã có một cái em ra đây nha. Để tôi đưa anh kia biết điện thoại đây. Cắt ra thoại đây. Đi tới đây. Đi ra vô cái cho mình cô đó. Không phải thỉnh đâu, đã là vợ chồng thì phải sống chết cùng nhau. Gần như muốn giết mình nó ta. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi để em cũng có một cái là anh bình tĩnh lại đi. Bây giờ anh gọi điện thử nó coi được màu có đâu rồi. Rồi, bỏ ngoài. Gọi đây luôn nha. Gọi la thôi, muốn gọi gì. Gọi la cho nghe hết rồi. Gọi ra đây nè. Gọi ra đây nè. Ra đây. Để quay lại với Nguyên đúng không? Cái này là diễn viên Nguyên đúng không? Đúng rồi. Gọi. 3, 2, 1, nghe. Học tới đâu rồi? Tôi đang đi. Tôi đang trên đường đi. Nhanh đi. Tới đây giao một đứa cho tôi. Nếu không muốn hai đứa con gái còn chết. Đến Nguyên. Ra đường tới, không ăn. Ông không được báo công an, kể cả người nhà nghe chưa? Nguyên. Con này đúng không? Đúng rồi, cái này nghe chưa? Ba, ra đường tới. Anh đi. Tôi nói cho dễ hiểu. Ông giao cho anh biết tới đây cho tôi ngay. Em tìm cây, tôi sẽ biến mất mọi chỗ này. Còn nếu ông không chịu giao mà ở công an hay kéo người nhà của ông tới. Đừng xa quá. Cậu bình tĩnh, tôi sẽ làm theo lời của cậu. Cậu đừng hại nói của tôi. Anh đã làm quá nhiều chuyện xấu xa, đừng phạm lỗi lầm nữa. Đến đây, anh đã làm quá nhiều chuyện xấu. Anh đã làm quá nhiều chuyện xấu rồi, bây giờ anh dừng tay lại những con đường đó. Tôi giờ cả nhà đứng ra làm chứng nhân để giảm nhẹ tội. Em đi, có không nhà đâu. Thầy tao đẹp trai mà nói với ác. Cái kỳ anh. Cái gì? Cái gì? Em muốn đúc lỗi tôi hả? Tiếp. Tôi không dễ dàng bỏ cuộc gì đâu. Là tiếp. Tôi nói em đi, tôi không dễ dàng bỏ cuộc gì vậy đâu. Đó, từ lúc sau bà Linh mới nói ngày bà Linh. Lúc này lên đi. Lúc đêm đâu cũng điện thoại em bé nói em ra kia. Ra kia để em đi biết sao. Lúc máy qua đây. Nhưng mà em đang đứng ở đây rồi thằng bọn ra kia. Thằng ăn quý khó đó, hồi nãy trong cái giai đoạn mà nước mà ấm biết gì điện thoại xong á, lúc đó là quốc liền luôn, là từ chỗ này ra đây đường tới là quốc lọt lý nhất. Còn bây giờ đang đứng trước mặt như vậy, em một cái con đồ đen khui tù lùi dưới này mà em di chuyển ra đằng kia mà ấm biết nữa. Nè, đứng đó đi. Anh điện thoại nè, điện thoại là anh lọt em canh câu. Em canh câu xong khi em rút cái máy lẹ đã con này rồi. Cái đi, nó mục đích em đánh mà anh chưa được. Nè, nó vừa quay cái tay nè, em có nè, tức là em bước lên đây, em dẹp dĩ cho nè. Để nào hợp lý thôi. Nè, lúc này em nghe chú Linh nha. Dạ, thôi, dạ. Chị Linh nha, Linh nha. Nè, giao lưu nè. Nè, giao lưu đi, chị Linh nè, em nói chuyện nhỏ nó đẹp. Đúng rồi, em nói chuyện nhỏ nó đâu rồi. Em người đó mà. Dạ. Để nè. Cường nói cứ nói đi. Cường cứ nói đi. Em cứ diễn vậy nè.
Rồi, tôi này không dễ dàng thu phục đâu. Tiếp. Là hết đó. Rồi tiếp. Bốn nạn anh sẽ không thoát được đâu. Anh sẽ nhập quả báo gì đó, thêm vô đi để chăm vô. Bốn nạn sẽ không thoát đâu, chắc chắn anh sẽ gặp quả báo. Quả báo hả? Quả báo hả? Ai? Báo đâu chứ bà ba? Ai? Ai? Báo đi. Quả báo, ai sẽ bị quả báo hả? Rồi, quay lại đây. Rồi quay lại đây, quay tới phòng máu cực cận nữa. Ok, bây giờ tôi nói nghe. Đầu tiên mở cảnh cái đã chắc. Đầu tiên mở cảnh cái chắc ha. Rồi làm ha, chuẩn bị. Rồi, dây. Dây quấn. Đang quấn rồi. Anh Đạt, cái cuối bên mình ý ảnh là quả báo là bảo bảo là ai báo thì ai đó anh. Đánh này hồi hộp quá. Đúng rồi. Đánh lên tôi mơi vô đầu cậu ba, chắc cậu ba quấn chết luôn quá. Okay, bye.